Đây là tất cả những cái ổ khóa Việt Tiệp cũ mà trong buổi live tối ngày hôm qua tôi đã mở cho anh em xem. Trong buổi live tối ngày hôm qua thì ngoài mở khóa ra thì tôi còn đang lên cho anh em những cái sản phẩm dao. Đây là bộ dao chất liệu được làm bằng thép nhíp. Thì trong đấy chúng ta có con dao dùng để chặt xương, chặt gà, dao thái này. Những cái sản phẩm mà dao dùng để thái thì anh em có thể dùng để thái gọt lọc thôi anh em nhé. Chất liệu được làm bằng nhíp, nó mỏng. Con dao nhíp này thì mình dùng để thái. Ngoài sản phẩm dao thái ra thì chúng ta có những sản phẩm mà dao dùng để lọc này. Thái lọc này, đấy, đây là thép nhíp, nó có cái độ bén và độ cứng, nhưng mà nó lại không chống rỉ. Còn anh em mà quan tâm về cái sản phẩm mà dao thép trắng không rỉ thì trong buổi live ngày hôm qua cũng đã lên cho anh em những cái đơn mà dao thép trắng này, đây là mẫu dao chặt thái hay gọi là dao chặt gà. Ngoài ra trong buổi tối ngày hôm qua thì cũng lên cho anh em những cái đơn mà những cái mã khiển này, hay là những cái tay nắm cửa, hay là những cái ổ khóa đĩa báo động, hay là những cái ổ khóa treo, và những cái sản phẩm nón. Đây, trong buổi live lúc nào đầu tiên cũng là những cái sản phẩm nón này lên cho anh em. Đây là những cái sản phẩm mà trong buổi tối ngày hôm qua mình đã lên live và cho anh em những cái mã mới. Trong buổi tối ngày hôm nay thì mình sẽ mở mấy chục cái ổ khóa Việt Tiệp đồng này. Anh em đón xem nhé.